chuyện tình cuồng nhiệt và bi kịch cuộc đời của nàng Hoàng Dung kinh điển nhất màn ảnh TVB. Ông Mỹ Linh là một nữ diễn viên người Hồng Kông, nổi tiếng thập niên 1980 với vai Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu phiên bản 1983 của TVB. Đã hơn 30 năm trôi qua, khán giả vẫn tiếc thương cho số phận hồng nhan mà bạc mệnh của ông Mỹ Linh. Tuổi thanh xuân lao đao chỉ vì một chữ tình, để rồi ra đi bỏ lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp lúc bấy giờ. Tuổi thơ không bình yên. Ông Mỹ Linh sinh ngày 17 tháng 5 năm 1959 trong một gia đình trung lưu ở Hồng Kông. Xinh xắn ngay từ nhỏ nên ai cũng gọi cô là cô bé. Sinh ra trong một gia đình sung túc, cha cô là một sĩ quan hải quân nhưng mẹ cô lại chỉ mang danh phận làm vợ lẽ và không được gia đình chồng ưng thuận. Năm lên 7 tuổi, cha cô qua đời, cuộc sống gia đình bắt đầu có những biến động và tụt dốc. Gia đình nhà chồng đuổi mẹ cô đi mà không được phân chia bất cứ một phần tài sản nào. Hai mẹ con nữ diễn viên chịu vô vàn cay đắng và tủi nhục. Năm 1973, mẹ cô tái hôn và cùng chồng mới là Liêu Kim Tăng sang Anh nhập cư. Do vướng phải một số vấn đề về thủ tục nhập cảnh, nên ông Mỹ Linh không thể sang Anh cùng mẹ mà ở lại Hồng Kông cùng chú Trần trong 4 năm. Bản chất vốn dĩ là một cô bé hiền lành và rất yếu đuối, nên khi không có mẹ bên cạnh, ông Mỹ Linh đã có những giây phút nổi loạn và hành động bồng bột của tuổi mới lớn. Đến năm 15 tuổi, cuối cùng ông Mỹ Linh cũng được sang Anh đoàn tụ cùng mẹ. Tại đây, cô theo học ngành thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật London. Sau khi tốt nghiệp, ông Mỹ Linh từng có ý định định cư lâu dài tại Anh, sau được tuyển dụng vào vị trí trợ lý trong một công ty thiết kế. Từ cuộc thi nhan sắc đến ngôi sao làng giải trí. Vốn dĩ sở hữu một sắc đẹp nhẹ nhàng cùng tính cách năng động, ông Mỹ Linh ham vui tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều được tổ chức tại Anh năm 1980 và giành được giải ảnh hậu 1. Chiến thắng này khiến cô gái trẻ nhận ra rằng ước mơ của cô có thể không nằm ở lĩnh vực thiết kế mà có thể là điều gì đó hơn là việc cặm cụi với những máy khâu và vải may. Tuy nhiên, do bận học nên con đường sắc đẹp của ông Mỹ Linh tạm thời bị ngắt quãng. Đến năm 1982, trong kỳ nghỉ về Hồng Kông, cô đã quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông thường niên do TVB tổ chức. Tuy nhiên, ngoài gương mặt dễ thương, thì ông Mỹ Linh không có nhiều lợi thế về ngoại hình vì sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m58, nên cô đã phải dừng lại ở top 10 cuộc thi. May mắn thay, ông Mỹ Linh bất ngờ lọt vào mắt xanh của nhà đài TVB. Dù không được giải thưởng gì trong cuộc thi Hoa hậu, nhưng cô đã được TVB giữ lại và ký hợp đồng nghệ sĩ. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ đây với công việc làm MC cho một chương trình truyền hình dành cho phụ nữ. Nàng Hoàng Dung và người mê. Từ đây, cuộc đời của ông Mỹ Linh bắt đầu chuyển sang một trang mới. Cô bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn với gương mặt thanh tú và dễ thương. Sau đó, ông Mỹ Linh có vai diễn đầu tay trong phim Thập Tam Nương. Năm 1983, TVB quyết định đưa tác phẩm kinh điển của Kim Dung là Anh hùng xạ điêu lên màn ảnh nhỏ và ông Mỹ Linh đã vượt qua 3.000 ứng cử viên sáng giá để được chọn vào vai diễn Hoàng Dung. Trái với sự kỳ vọng của TVB, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ khả năng diễn xuất của ông Mỹ Linh với vai Hoàng Dung, một trong những nữ hiệp sĩ nổi tiếng nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Phim làm theo dạng vừa quay vừa phát sóng, nên ông Mỹ Linh phải chịu khá nhiều áp lực khi phần đầu tiên được phát sóng. Tuy nhiên, khi 3 phần của bộ phim kết thúc, ông Mỹ Linh đã hoàn toàn thuyết phục khán giả với hình ảnh một Hoàng Dung xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và cá tính. Chỉ với một bộ phim, cô bước lên hàng ngũ những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất tại xứ Cảng Thơm. Tên tuổi của cô cũng nhanh chóng được biết đến tại các khu vực có người Hoa sinh sống trên thế giới. Trở thành ngôi sao, ông Mỹ Linh nghiễm nhiên trở thành nữ chính số 1 trong nhiều bộ phim sau đó như Quyết chiến Huyền Võ Môn, Sở Lưu Hương, Giáp Nhân Tâm. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của TVB và bản thân ông Mỹ Linh, các vai diễn của cô đều không nhận được sự hưởng ứng từ phía khán giả. Khoảng 2 năm sau Anh hùng xạ điêu 1983, ông Mỹ Linh không tìm được con đường, cá tính của mình trong nghiệp diễn xuất. Bóng dáng của Hoàng Dung vẫn quá lớn trong cách diễn xuất của cô và điều này gây ra nhiều khó khăn để người đẹp tiếp tục phát triển. Cô bắt đầu cảm thấy bí bách và áp lực với công việc. Cứ như vậy, sự nghiệp của cô bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Người đẹp bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Chuyện tình cuồng nhiệt, đắm say và mệt mỏi.
năm 1982, ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp gặp nhau trên phim trường Thập Tam Muội. Cả hai vừa nhìn đã cảm nắng đối phương. Khi đó, cả ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp đều là những cái tên mới triển vọng của làng giải trí Hồng Kông. Tình cảm họ dành cho nhau rất đơn thuần và tươi đẹp. Năm 1983, ông Mỹ Linh bị thương khi đóng phim Anh Hùng Xạ Điêu. Thang Trấn Nghiệp đã gác mọi công việc và vào bệnh viện chăm sóc cô. Cuối năm đó, cả hai quyết định công khai mối quan hệ và thường xuyên xuất hiện bên nhau. Có thể nói, ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp là cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí lúc bấy giờ. Tình yêu tuổi trẻ luôn nồng nhiệt nhưng không kém phần bồng bột. Người ngoài nhìn vào đều thấy được sự say đắm mà ông Mỹ Linh dành cho người yêu. Khi sự nghiệp của cả hai bắt đầu phát triển thì thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Thang Trấn Nghiệp khi đó cũng là nam tài tử đánh cắp trái tim của nhiều khán giả nữ. Không những thế, anh còn phải đối diện với nhiều tin đồn gây bất lợi cho mối quan hệ tình cảm của cả hai. Họ đồn rằng Thang Trấn Nghiệp có nhiều cô gái vây quanh. Điều này khiến ông Mỹ Linh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Giây phút này, ông Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy mất cảm giác an toàn bên Thang Trấn Nghiệp. Thay vì bình tĩnh giải quyết mọi việc, thì cô với tính tình trẻ con đã bốc đồng tìm quên trong bia rượu. Cô thường xuyên đến quán bar, hộp đêm để xả stress. Cũng từ đây, hình tượng ngọc nữ mà ông Mỹ Linh khó khăn lắm mới xây dựng được đã bị sụp đổ bởi một chữ tình. Bên cạnh đó, Thang Trấn Nghiệp cũng không ít lần ghen tuông và cho rằng ông Mỹ Linh cũng qua lại với nhiều đàn ông khác. Những tin đồn đó xuất phát từ việc ông Mỹ Linh hợp tác với Miêu Kiều Vĩ trong nhiều bộ phim nên hai người khá thân thiết. Sau đó lại có tin đồn tình cảm giữa ông Mỹ Linh và Lương Triều Vĩ. Tuy nhiên, những người trong ngành đều biết rằng những nam diễn viên này đều đã có ý nhân trung của mình. Hơn nữa, ai cũng biết rằng trái tim ông Mỹ Linh chỉ dành cho Thang Trấn Nghiệp. Cô không hề nghĩ đến người đàn ông khác, nhưng Thang Trấn Nghiệp lại không biết điều đó. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Quan hệ tình cảm rạn nứt. Đầu năm 1985, Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim. Đó là thời gian họ xa nhau lâu nhất. Ông Mỹ Linh càng ngày càng sa đà, không quan tâm đến sự nghiệp, chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ về Thang Trấn Nghiệp. Cô đã hai lần nghỉ quẩn, một lần uống 4 viên thuốc ngủ, một lần mở khóa bình ga, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Việc xa mặt cách lòng có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ tình cảm giữa Thang Trấn Nghiệp và ông Mỹ Linh rạn nứt. Có một hôm, Trấn Nghiệp đến nhà Mỹ Linh lấy lại đồ đạc của mình. Trước mặt bạn bè cô, anh chỉ nói một câu ngắn gọn, anh đi đây, như lời tuyên bố chấm dứt chuyện tình cảm của hai người. Dù biết tình cảm của anh dành cho mình đã phai nhạt, nhưng ông Mỹ Linh vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. Lúc này, Châu Thế Long, một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí đã theo đuổi ông Mỹ Linh. Nhưng cô chưa chấp nhận sự theo đuổi này vì vẫn còn nhung nhớ Thang Trấn Nghiệp. Ngày 11 tháng 5 năm 1985, Miêu Kiều Vĩ mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến chung vui. Hôm đó có Thang Trấn Nghiệp và một khách mời khác là diễn viên Ngô Quân Như. Tính trẻ con nổi dậy, Thang Trấn Nghiệp đã thử độ ghen của ông Mỹ Linh bằng cách chụp những bức ảnh thân mật cùng Ngô Quân Như. Anh đâu biết rằng chính hành động này đã khiến anh ân hận cả đời. Tự vẫn vì tình. Rạng sáng ngày 14 tháng 5 năm 1985, ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi ga tại nhà riêng. Khi được phát hiện, cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng. Trên quyển lịch bàn ở đầu giường còn lưu lại dòng chữ Darling, I love you. Anh yêu, em yêu anh. Châu Thế Long, người theo đuổi ông Mỹ Linh cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 14, anh nhận được cuộc gọi điện thoại của cô. Cô vừa khóc vừa nói cuộc sống của mình vô cùng đau khổ. Không yên tâm, Châu Thế Long đến nhà của ông Mỹ Linh nhưng không ai mở cửa. Anh nghĩ cô không có nhà và lại rời đi. Sáng hôm sau quay trở lại, Châu Thế Long ngửi thấy mùi ga và tìm cách vào nhà ông Mỹ Linh từ cửa sổ. Anh phát hiện ra ông Mỹ Linh bất tỉnh và nhanh chóng cùng bảo vệ tòa nhà đưa cô đến bệnh viện Bastid. Tuy nhiên, cô đã chết trên đường đi cấp cứu. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra và kết luận đây là một vụ tự sát. Theo báo cáo cho biết, đêm ngày 13 tháng 5, ông Mỹ Linh đã uống rất nhiều rượu mạnh cùng thuốc ngủ. Điều này có thể khiến cô không tỉnh táo và dẫn đến hành động mở khóa ga tự vẫn. Sự qua đời của ông Mỹ Linh là một cú sốc lớn với làng giải trí Hồng Kông, là nỗi hối hận vô bờ của Thang Trấn Nghiệp và cả Châu Thế Long. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, ông Mỹ Linh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 26 trẻ trung.
tang lễ của cô được cử hành một cách long trọng với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Hồng Kông. Ông Mỹ Linh được hỏa táng và tro cốt của cô được đưa về Anh. Cái chết của ông Mỹ Linh đã đem đến nỗi buồn, áp lực và cú sốc lớn trong cuộc sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp của Thang Trấn Nghiệp trong suốt thời gian dài. Sau này khi chia sẻ, anh cảm thấy mình là người phải chịu trách nhiệm chính trong hành động dại dột của ông Mỹ Linh. Ngoài ra, một số khán giả thể hiện quan điểm bên cạnh sự bồng bột trẻ con của Thang Trấn Nghiệp, thì truyền thông lúc đó cũng đã góp phần khiến nữ diễn viên tìm đến cái chết dại khờ này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!